Bạn muốn thay đổi bản thân nhưng nên bắt đầu từ đâu? Liệu bạn đã bao giờ nghĩ rằng sẽ thay đổi bản thân mình hay chưa và làm sao để thực hiện điều đó? Thật ra thay đổi không phải là điều gì quá to tát mà chính là một lựa chọn của bạn mà thôi. Video này sẽ giúp bạn khám phá 6 cách thay đổi bản thân để thành công hơn, tự tin hơn trong cuộc sống, trải qua một cuộc đời đầy ý nghĩa. Vì sao bạn cần phải thay đổi bản thân? Không ai trong chúng ta là hoàn hảo cả, cho nên mỗi người luôn cố gắng để bản thân ngày càng tốt hơn. Thay đổi bản thân giúp chúng ta nhận ra được giá trị, năng lực trong nội tại của mình chưa được khám phá trước đó, từ đó phát huy theo chiều hướng tích cực, đưa tới những thành công trong công việc và cuộc sống. Nhiều người ngại thay đổi bởi vì họ cho rằng hiện tại đã ổn rồi, nhưng không biết cái ổn của họ chỉ là tạm thời. Mọi thứ luôn biến chuyển, hôm nay bạn ổn còn ngày mai, ngày kia và tương lai thì sao? Cho nên nếu không thay đổi thì sẽ bị thụt lùi về sau và dần dần đánh mất phương hướng. Sau đây là 6 cách bạn cần thay đổi bản thân để thành công. 1. Luôn luôn tự cổ vũ bản thân. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã từng nói, thay đổi chẳng bao giờ dễ, nhưng luôn luôn có thể. Bạn cần phải chắc chắn rằng trong hành trình thay đổi bản thân sẽ gặp nhiều khó khăn. Điều quan trọng là phải luôn tự cổ vũ bản thân để làm động lực cố gắng. Khi bạn quyết định thay đổi một điều gì đó, chắc chắn sẽ nhận lại hai phản hồi từ người khác, đó là đồng tình ủng hộ hoặc phản đối khuyên ngăn. Dù những người xung quanh có cho rằng bạn sẽ không bao giờ thay đổi được đâu thì hãy mỉm cười và làm theo lộ trình đã đề ra, vì nói là việc của người ta, còn bạn đang sống cuộc đời của chính mình. Hãy nhớ rằng, những vĩ nhân trong lịch sử đều đã từng bị chế giễu, thậm chí bị nhạo báng khi họ đang cố gắng thay đổi để thành công. Tốt nhất nên tự khẳng định con đường của bản thân và cho mọi người thấy được thành quả. Thành quả của sự thay đổi chính là câu trả lời hữu hiệu nhất cho nỗ lực mà bạn đã bỏ ra. Bạn hãy luôn tự cổ vũ bản thân mình bằng những câu nói như: tôi sẽ làm được, tôi sẽ thành công, tôi sẽ trưởng thành. Chỉ khi bạn luôn tin vào chính bản thân mình, tin vào tương lai mà bạn hướng tới thì nội lực trong con người bạn mới bùng cháy, mới giúp vượt qua mọi thử thách chông gai để tiến lên. 2. Không hấp tấp. Hãy đi từng bước nhỏ, thành công không phải là chuyện một sớm một chiều mà cần một khoảng thời gian dài để theo đuổi. Chính vì vậy bạn đừng bỏ cuộc khi thấy bản thân chưa thành công mà hãy cố gắng và kiên trì thay đổi mỗi ngày. Cho nên khi quyết định thay đổi hãy xây dựng một lộ trình rõ ràng từng chút một và nỗ lực để thực hiện nó đến cuối cùng. Hãy tưởng tượng bạn đang ở dưới chân núi và để lên được đỉnh núi bạn cần phải leo từng bước một. Không hấp tấp, không vội vàng. Việc thay đổi bản thân cũng vậy, chậm mà chắc, mỗi bước chân đều cần lực bám để tiến lên, chỉ cần mỗi ngày một ít, mỗi ngày thay đổi từng việc nhỏ nhặt thì sau một thời gian sẽ khiến cuộc sống của bạn thay đổi và trọn vẹn. 3. Học hỏi điều hay từ những người xung quanh. Một yếu tố trong các việc cần làm để thay đổi bản thân để thành công đó chính là học hỏi điều hay lẽ phải từ những người xung quanh. Những kiến thức này tuy nhỏ nhưng sẽ là hành trang vào đời tuyệt vời dành cho bạn. Mỗi người xung quanh đều sẽ cho bạn trải nghiệm khác nhau. Người tốt cho bạn hạnh phúc, người xấu cho bạn kinh nghiệm. Người tồi tệ nhất cho bạn bài học và người tuyệt vời nhất cho bạn kỷ niệm. Để thay đổi, bạn cần ý thức được rằng mình là hạt cát nhỏ bé giữa vũ trụ. Hạt cát có thành kim cương được hay không chính là đều nhờ vào nỗ lực và học hỏi. Người Việt ta có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, cho nên hãy làm quen tiếp xúc với những người tốt, người giỏi để học hỏi từ họ và thành công hơn. 4. Bắt đầu rèn luyện sức khỏe của bản thân. Làm việc phải đi đôi với rèn luyện sức khỏe bởi vì sức khỏe là quan trọng nhất. Có sức khỏe là có tất cả.
Trong hành trình thay đổi bản thân, hãy dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để luyện tập các bộ môn thể thao yêu thích như tập gym, tập yoga v.v. Tập luyện giúp bạn có được sức khỏe tốt, dẻo dai hơn, cơ thể đẹp hơn, ngăn ngừa được nhiều căn bệnh nguy hiểm. Thay đổi cả trong cách ăn uống, hạn chế ăn thức ăn nhanh, nhiều dầu mỡ, thay vào đó ăn nhiều rau xanh, hoa quả, uống nước ép. Không thức khuya liên tục vì nó khiến bạn trở nên mệt mỏi, não không hoạt động tốt, hạn chế sự sáng tạo. Nói chung bạn cần thay đổi thói quen ăn uống nghỉ ngơi không khoa học và thay vào đó một chế độ hợp lý chính là cách thay đổi bản thân tích cực nhất. 5. Thay đổi bản thân từ những điều nhỏ nhặt nhất. Thay đổi kiểu tóc quen thuộc, chú trọng lại cách ăn mặc cũng là thay đổi bản thân để thành công. Tùy thuộc vào kinh tế của mỗi người mà sẽ chọn mức thay đổi hợp lý. Đừng quá phung phí tiền bạc vào những chuyện này nếu không muốn trắng tay trong phút chốc. Từ điều nhỏ để đến với điều lớn hơn. Hôm nay bạn thay đổi cách ăn mặc đi đứng, ngày mai bạn sẽ thay đổi tác phong làm việc và cách giao tiếp của mình. Mỗi ngày đều hoàn thiện bản thân theo chiều hướng tích cực, nạp năng lượng mới để trở nên tự tin, yêu đời, yêu cuộc sống hơn. 6. Chọn thái độ sống vui vẻ tích cực mỗi ngày. Mỗi người sẽ có một con đường chinh phục thành công riêng. Cho dù lựa chọn nào đi chăng nữa thì họ cũng phải bước qua khó khăn để đạt đến thành công. Khi nhìn thấy sự thành công của bạn bè xung quanh, đừng cảm thấy bản thân vô dụng mà hãy xem đó là động lực để chúng ta vươn lên trong cuộc sống. Điều giúp bạn thay đổi bản thân tốt nhất chính là có thái độ sống tích cực. Nhìn thấy cơ hội trong khó khăn, biết điểm mạnh của mình để phát huy. Có một sự thật là sẽ rất khó để thay đổi nếu bạn luôn nhìn mọi việc theo hướng bi quan, tiêu cực, bởi lúc này sự tự ti, đố kỵ sẽ chiếm lấy hết toàn bộ suy nghĩ của bạn. Bên cạnh đó, mọi người nên học cách cảm ơn và trân trọng những gì bản thân đã đạt được. Thành công không ở đâu xa, thành công sẽ được nhìn nhận ở những thứ đơn giản và nhỏ nhặt nhất. Mọi sự thay đổi để bản thân tốt hơn đều đáng để thử, bởi nếu không dám thay đổi thì bạn sẽ không biết được bản thân mình có thể giỏi đến mức nào. Thay đổi bản thân để thành công nghe thì khó, tuy nhiên khi nắm vững được những kỹ năng trên đây và áp dụng vào trong cuộc sống thì bạn sẽ thấy cuộc đời thật ý nghĩa. Chúc bạn sẽ có sự thay đổi đáng kể trong cách nhìn nhận cuộc sống và sức khỏe sau khi tham khảo những chia sẻ trong video này nhé. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của mình. Các bạn có bất kỳ ý kiến gì, hãy comment để cùng mình thảo luận nhé.